Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Promoter. Trước mặt mình đây, đây là một mẫu sản phẩm mini PC tới từ thương hiệu Gigabyte. Nghe hơi lạ đúng không? Bởi vì khi mà nhìn thiết bị mini PC nó gần giống này thì các bạn sẽ tưởng tượng tới các sản phẩm đến từ NEC của Intel. Thế nhưng cái sản phẩm mini PC này, cụ thể tên mã ở đây là Gigabyte Brief này, nó còn nhỏ hơn cả Intel NEC và nó còn nhẹ hơn rất nhiều. Thì làm sao để làm được điều đấy? Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Đầu tiên thì mình sẽ nói sơ qua một chút về phần cái cách tạo ra cái phiên bản này. Thì để thách thức bản chất của chúng ta khi định nghĩa một mẫu PC để bàn, thì thường ấy, các bạn nhắc đến bộ PC ấy, thì thường thiết bị nó vô cùng to và lớn này. Thế nhưng với các kỹ sư của Gigabyte đã phát triển một mẫu PC nhỏ gọn, hay chúng ta còn gọi là mini PC, với cái thiết kế vô cùng thời trang, với cái màu đen tuyến này và có độ mỏng vô cùng ấn tượng khi so với các thiết bị khác ở trên thị trường. Thì để đạt được cái độ mỏng này, chúng ta sẽ hy sinh một điều, đó chính là chúng ta sẽ không thể nào nâng cấp được cái khe SD SATA, thì hay còn gọi là khe SD 2.5 inch ấy, cái tức là cái ổ 2.5 để các bạn nâng cấp được là kiểu là HDD này, SD tùy nhu cầu. Thế nhưng chúng ta sẽ bù lại, chúng ta sẽ lắp được SDM2. Thì cái sản phẩm này khi mình mở ra vô cùng dễ dàng, ở đằng sau chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 ốc, và mở ra 4 ốc này chỉ cần nhấc nhẹ phát là chúng ta có thể tiếp cận được cái thành phần linh kiện để nâng cấp bên trong rồi. Thì mình có thể nâng cấp được tối đa là 2 thanh RAM 16GB với tổng dung lượng là 32GB, cùng với đó là một ổ SD nữa. Nhân tiện nói phần cấu hình, phiên bản mình đang có ở đây được trang bị CPU Intel Core i7-10710U 6x12 luồng xử lý. Khi nhắc cái dòng U, các bạn sẽ nghĩ uầy, CPU này yếu lắm. Thế nhưng nó không hề yếu một chút nào cả, bởi vì cục sạc theo máy nó là một cục sạc 135W. 135W trong một sản phẩm nó như thế này là không hề yếu một chút nào cả, bởi vì nó chỉ phải cung cấp điện cho CPU và các thành phần linh kiện khác. Nó không được trang bị card đồ họa rời, bởi vì card đồ họa tích hợp của nó chỉ là Intel UHD Graphics mà thôi. Thì với 6x12 luồng, bởi khi một số các bài test của mình thì nó vẫn có thể đạt được xung nhịp là 4.0 trên toàn bộ 6x. Đây là một mức xung nhịp nó cực kỳ cao xét trên một mẫu CPU dòng U. Thì ngoài ra các bạn nếu mà kiểu tiền không đủ để mua các thiết bị như này thì các bạn hoàn toàn có thể mua các phiên bản nhỏ một chút, thì từ Core i3, Core i5, Gigabyte Brief đều có đầy đủ cả. Nhân tiện thì mình sẽ nói luôn về phần cổng kết nối, bởi vì các thiết bị nhỏ gọn này các bạn sẽ luôn lo lắng kiểu uầy, nó bé quá, nó ít cổng kết nối quá. Thế nhưng đối với sản phẩm này, theo như mình thấy nó không hề ít một chút nào. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 cổng USB 3.2, trong khi đó sẽ có 5 cổng USB Type A và 1 cổng USB Type C, cổng mạng LAN Gigabyte và cổng nguồn này, bởi vì tên gọi nó, tên tiếng Anh của nó nghe hơi lạ một tí, nhưng đây là cổng nguồn, 2 cổng HDMI. Thì với 2 cổng HDMI này các bạn có thể xuất hình ảnh sao cho nó phù hợp nhất. Cùng với đó, ở phần mặt trước này chúng ta sẽ có jack audio và nút nguồn có LED nhá, và một giá đỡ Vexa. Thì với giá đỡ này chúng ta sẽ lắp lên cái màn hình này hoặc là TV vô cùng dễ dàng hơn. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung một chút về cái sản phẩm này sinh ra với nhu cầu và mục đích làm gì. Thì đối với những bạn ấy đang cần một cái sản phẩm này để làm cho các kiểu là trung tâm đa phương tiện kín đáo một chút này, làm sao cho các bàn làm việc các bạn nó nhỏ gọn và không có bất kỳ một dây dợ nào cả, bởi vì các bạn hoàn toàn có thể đặt thiết bị này ra sau màn hình, sau đấy một bộ bàn phím chuột không dây, thì các bàn làm việc các bạn ấy nó vô cùng nhỏ gọn, nó cực kỳ lý tưởng để cho sử dụng các cái máy tính kiểu ứng dụng tại nhà này, văn phòng này, thì nó sẽ thể hiện được sự đơn giản và tiện lợi tuyệt đối. Thì với vô cùng nhiều các cái sự lựa chọn, bởi vì phiên bản ở đây là phiên bản i7, và ngoài ra chúng ta có phiên bản i3 nữa, i5 nữa, thì sao cho nó phù hợp chọn để cho nó chuẩn với giá tiền nhất. Bây giờ thì mình sẽ nói về cái tính thực tế khi sử dụng nhà. Thì đối với những bạn cần một bộ máy tính nhỏ gọn để ở nhà, các bạn hoàn toàn có thể để thiết bị này ở trong phòng khách này, phòng ngủ này, trong bếp, trước ra trong bếp để lắp lên TV ấy, và trong phòng học dành cho con cái. Và ngoài ra nữa, đối với thị trường dành cho kiểu các thiết bị ở trường học chẳng hạn, trường học có thể lắp được cho hàng loạt các thiết bị này, các phòng thí nghiệm máy tính này, bởi vì trong phòng thí nghiệm ấy nó có rất nhiều đồ mà các thiết bị nhỏ gọn này sẽ cực kỳ phù hợp. Ngoài ra nữa, chúng ta sẽ đặt trong các cái bệnh viện này, ở trong các thiết bị y tế, bởi vì các cái bàn máy tính làm việc để cho nhân viên có thể check được, các cái bác sĩ có thể check được nhanh ấy, thì bàn làm việc nó vô cùng nhỏ gọn và không vướng víu. Sản phẩm này sẽ cực kỳ phù hợp như vậy. Và những cái bạn nào mà cần sản phẩm có hiệu năng nó đủ cao để có thể làm những công việc như kiểu là 3D một chút, thì mình cũng đã có thử qua rồi, thì làm 3D nó không thực sự ấn tượng. Thế nhưng nếu như chúng ta làm những cái thiết bị như kiểu là vẽ 2D chẳng hạn, ví dụ cái AutoCAD chẳng hạn, hoặc là làm công việc liên quan đến 3ds Max, thì nó vẫn có thể đáp ứng được ở mức cơ bản thôi. Và ngoài ra nữa, nó sẽ ứng dụng trong cái môi trường thương mại như máy kiểm tra, các cái thiết bị kiểm tra tại nhà máy này, hệ thống ATM này, bởi vì các cái máy ATM các bạn thấy ấy, nó cũng không to lắm và diện tích chủ yếu để chứa tiền thôi. Thì với các thiết bị kiểu mini PC như kiểu Gigabyte Brief này, nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Và ngoài ra nữa, nó để cho các máy bán hàng tự động này, các hệ thống bảo mật, hoặc các thiết bị văn phòng như kiểu là các thiết bị máy trình chiếu này, máy họp để có thể họp, để có thể gọi là sâu âm mọi cái nó dễ dàng hơn một chút này. Và bây giờ nhá, mình sẽ miêu tả cho các bạn nó dễ hiểu hơn. Cuộc sống kỹ thuật số nó sẽ đơn giản và thông minh hơn. Các bản hiệu trung tâm mua sắm các bạn nhìn thấy nó chiếu rất nhiều các cái hình ảnh này, quảng cáo này. Đây chính là từ thiết bị này, các hệ thống bảng điều khiển thông minh này, các cái màn hình LED trong nhà và ngoài trời điều khiển chỉ thông qua một thiết bị như thế này, đúng không? Và ngoài ra nữa thì bộ vi xử lý Intel Core i
U, dòng U, Core i7, Core i5, 3, 5, 7, thế hệ 10 mới nhất thì nó sẽ tăng cường hiệu suất này, nó mở rộng lên đòi hỏi các tính toán chuyên sâu. Mặc dù nhá, xe về thông số có thể nó không ấn tượng, thế nhưng nó sẽ được cái trang bị những hệ thống nó tốt hơn một chút này, nó có khả năng xử lý nó ấn tượng hơn, bởi vì nó trang bị một CPU tận 6 nhân thế hệ 10, nó khả năng tính toán nó tốt hơn đến 18% so với thế hệ tiền nhiệm. Vậy thì tổng kết lại, khi các bạn bỏ ra một số tiền cũng tương đối đấy để mua thiết bị Gigabyte Public, các bạn sẽ nhận được những gì? Một sản phẩm nó mang đầy tính tiện lợi, vô cùng nhỏ gọn và nhẹ nhàng, các bạn có thể đặt được hoặc lắp được bất kỳ đâu các bạn muốn, từ phòng học này, bàn làm việc hay cho tới phòng ngủ đều có thể sử dụng được. Ngoài ra thì đây cũng là một thiết bị có hiệu năng cực kỳ cao, bởi vì như mình phân tích, một cục sạc 135W cấp điện cho một mẫu CPU Intel Core i7 10710U nó hoàn toàn ổn để các bạn sử dụng các công việc như kiểu Photoshop này, edit video, hoặc thậm chí nếu như công việc cần thiết thì hoàn toàn có thể render video luôn. Và nếu như bạn quan tâm tới sản phẩm này thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Nếu như bạn quan tâm thì có thể click vào, đừng quên bấm like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ bất kỳ một video clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.